người béo. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến phần cắt da vải. Và trước khi cắt da vải thì cô cũng muốn các bạn lưu ý một số những điều như sau. Thứ nhất là các bạn phải hoàn chỉnh một bộ khuôn dập đầy đủ và có đánh dấu đường may, canh vải, các điểm khớp và số lượng vải mà mình sẽ cắt hết bao nhiêu. Nếu như có phụ kiện kèm theo thì các bạn cũng phải chuẩn bị sẵn đầy đủ. Và khi cắt da vải thì các bạn phải trải vải thật là phẳng, thẳng canh, họa tiết đúng vị trí, xử lý chất liệu vải trước khi cắt, đánh dấu mặt phải vải, mặt trái của vải và các điểm khớp, đánh dấu canh vải đúng chiều tuyết để không bị ngược. Và vải khi vẽ và cắt thì phải gấp cẩn thận. Đó là một số những điều mà các bạn lưu ý trong khi mà chúng ta chuẩn bị cắt phần cắt áo dài da vải. Và số đo thì các bạn cũng đã được cô viết rất là rõ ràng rồi. Và phần này thì các bạn có thể xem thêm ở phần kiến thức các bạn nhé. Thế thì hôm nay cô cũng muốn chia sẻ với các bạn là vải này của chúng ta là vải đã được in sẵn 3D, đã được định mức với một cái lượng vải đủ để cắt được một mẫu áo dài cho một người từ nhỏ đến to. Thế nhưng mà hôm nay cô đã sử dụng cái bộ vải áo dài này để cô ứng dụng thiết kế cắt cho chị khách hàng mà hôm nay cô nói là chị khách hàng béo. Thì cô đang muốn là bỏ bớt cái phần vải màu đỏ khi mà mảnh vải đã được thiết kế là tay màu đỏ. Nhưng mà cô không muốn tay màu đỏ và vị khách hàng của chúng ta hôm nay cũng không muốn tay màu đỏ. Cho nên là cô sẽ bỏ cái lượng vải tay màu đỏ lại đi. Đấy, cô sẽ bỏ một cái lượng vải tay màu đỏ này đi. Thì chắc chắn là vải của chúng ta sẽ bị thiếu, đúng không ạ? Vì trên vải của chúng ta đã định mức rõ là cái chỗ này là phần tay rồi. Và cái chỗ này là phần thân rồi. Thì bây giờ nếu như chúng ta không sử dụng cái phần vải đỏ này thì phải làm như thế nào? Đấy, vậy thì bây giờ cô Thủy sẽ hướng dẫn các bạn trong cái bài này thêm một cái phần kỹ thuật nữa là cách gạn vải và cách pha phối vải làm sao để phù hợp với chị khách hàng của chúng ta trong ngày hôm nay. Và bây giờ xin mời các anh chị và các bạn sẽ cùng cô đo mảnh vải và chúng ta sẽ cắt nhá. Các bạn biết đây là loại vải nhung nhật co giãn 2 chiều. Và về cử động thì cô cũng đã chia sẻ các bạn ở video trước là ngực chúng ta trừ 6, còn eo thì chúng ta sẽ giữ nguyên, và mông thì chúng ta cũng trừ từ 4 đến 6 vì chị khách hàng này của chúng ta là phần mông to. Vậy thì bây giờ cô sẽ đo theo cái chiều khổ vải của chúng ta theo cái đường biên này thì các bạn xem là bao nhiêu vải nhá. Đây, thứ nhất là cái phần tay mà để cắt vào cái áo ấy của chúng ta là chiếm gần 50 cm. Đây là phần tay này, và các bạn thấy cô đánh dấu đây là một thước này, tiếp tục này, hai thước này, ba thước này, và xấp xỉ là 4 thước. Vậy chúng ta đang có 4 thước mà thước của chúng ta là 50 cm. Như vậy là mảnh vải áo của chúng ta ở đây là phải 2,2 m mới đủ các bạn nhé. Có nghĩa là phải 2 m mới đủ. Thế thì cái phần tay này là cái phần mà màu đỏ, cho nên là bây giờ cô không sử dụng nữa thì cô sẽ cắt ra. Các bạn sẽ thấy là cô sẽ cắt phần tay này ra. Đấy, cô sẽ cắt phần tay ra các bạn nhé. Đó, phần tay này cô không sử dụng, chúng ta sẽ xé ra. Đấy, đây là khu vực mà phần tay. Nếu như bạn nào mà có dáng thon nhỏ hoặc là thích phối màu là phần tay màu đỏ thì đây chính là cái vị trí để chúng ta cắt tay, các bạn hiểu chưa? Đó, thì đây là vừa xinh với một cái mẫu tay của chúng ta, được chưa? Nhưng mà cô Thủy sẽ không sử dụng trong trường hợp này. Và các bạn cứ theo dõi cô sẽ làm gì với mảnh vải của chúng ta khi thiết kế cho chị khách hàng béo các bạn nhé. Rồi, cô sẽ đặt sang một bên. Bây giờ vải của chúng ta chỉ còn có 1,5 m thôi các bạn nhé. Chỉ còn có 1,5 m này, 1,5 m, có nghĩa là 3 thước. Đó, 3 thước. Bây giờ cô phải làm như thế nào? Đấy, còn có 3 thước. Mà 3 thước này mà cô phải cắt đủ với một cái mẫu áo dài trong ngày hôm nay. Vậy thì cô sẽ lấy tay ở chỗ nào? Thứ nhất là cô sẽ kiểm tra về hoa văn đã nhá. Cô sẽ kiểm tra về hoa văn này. Đây các bạn sẽ nhìn thấy, cô sẽ kiểm tra như sau. Phần hoa văn của chúng ta, ví dụ như đây có một hình hai con chim, đúng không ạ? Và hai
bên của chúng ta là hình giống nhau. Vậy thì bây giờ cô sẽ đặt một cái mẫu gập của chúng ta vào.